Ui, 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 ui. Cãi nhiều hả? Trúng nhiều không? Vớt, 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 đù. Đù, đù, cá to nhiều này. Cá ở dưới này nhiều to này. Ôi, 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 kết bạn theo. Kia, kia, kia. Ờ, ok, đâu rồi. Tham gia cùng thanh niên trong buôn làng. Toàn là thành men đại hiệp, bây giờ kiếm mồi nhậu đây các bạn ạ. Kiếm cá này này, kiếm cá này này, đây là cuộc sống ở vùng quê đến nông thôn này. À, đây đây đây, đây. Sống buôn làng anh em đây các bạn, đang đi kiếm cá, đến những món nhậu bình dân anh em, trong buôn đây, đang đi xe này. Mình quay cái này đây. Đường đi xấu, rất là xấu lắm các bạn. Ôi cái chặng sau này đi. Đây. Đó, bây giờ là anh em mình đã vượt qua những chặng đường khó khăn rồi đấy. Đây, lại đang chuẩn bị đi vào đường bình thường ra suối đây. Bây giờ là anh em phải đi đường này. Thôi đi. Hello các bạn, vậy là đến nơi. Đây, bây giờ là em qua đang sửa cái bình dí cá. Dí cá, cái này là motor dí cá đây. Đó, chia sẻ cho các bạn là motor dí cá ở trên này như này. Đó. Chìm chứ, cái này là chìm đúng không? Chìm đó. Đó, gọi là cái chìm đây. Lặn xuống cũng được. Trên cạn cũng được các bạn nha. Đó, cái suối nó như thế này luôn. Đó, cái suối nó sạt lở hết rồi. Bây giờ anh em sẽ đi xuống dưới kia kích. Thôi cùng theo anh em nhé các bạn nha. Đó, hẹn mình đằng sau đây các bạn ơi. Ok, và bây giờ các bạn cùng theo anh em mình đi kích cá bờ suối nha các bạn nha. Chia sẻ cuộc sống nông thôn ngoài quê nha các bạn nha. Rồi, let's go, đi. Đây là suối ngoài mình đây, đã bị sạt lở rất là nhiều. Đó chính là đất bên này coi như là sạt hết. Nhưng là đất bên kia đúng không các bạn? Các bạn có thấy là đất bên kia đang còn nhiều, đất bên này thì đó bị sạt lở hết một nửa rồi, gần hết rồi. Bây giờ anh em đang sẽ xuống dưới này để mà kích cá này. Từ chớ đi xuống về chớ. Bây giờ sẽ là ra đây kích cá. Ui ui ui. Suối này các bạn ơi, đó đợt trước mình đã chia sẻ suối này rất là nhiều. Chào các bạn này, các bạn này bảo mình dạc cái này á, không là em này là không được rồi. Giờ là đi kích đây các bạn này, rồi let's go. Kích chưa? Pha đầu tiên, chú làm gì đó? Đào cái gì? Đào chuột hả? Có không? Ô có. Chủ con cóc này để làm gì? Đi. Bắt chưa, đứng rồi. Ui, 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 ui. Cãi nhiều hả? Trúng nhiều không? Vớt, đù. Đù, cá to nhiều này. Cá ở dưới này nhiều to này. Ôi, kết bạn theo. Kia. Đây, bắt chưa? Ôi, đây này, đồ la ơi, cá đây này. Bắt đi đây này.
Đã đã, xách anh, tôi rồi, cần. Ồ, bắt tay còn được này, bắt tay còn được này, thấy chưa? Bắt quyền đi. Đồ. Wow, được trên này cũng nhiều này. Wow, ghê chưa? Ồ, một phát một rồi, đây đây đây, xem nào. Một lần thôi. Wow, một lần này. Nhiều nhiều quá. Đây đây đây, nữa. Đâu. Đâu, chạy. À, bên này. Đù, bắt. Đấy thôi, chạy. Anh quay thầy em ơi. Ờ, đúng rồi. Để cho Trang quên rồi. Từ từ. Nè, được rất là nhiều đây các bạn ạ. Wow. Wow, hai lần. Sai ra hai đồ, phải tạt nước đúng không? Rồi. Từ từ. Rồi, ok. Cá hơi nhiều rồi. Thôi thôi, vô, tiếp, xem kích thế nào. Nó chạy hết rồi. Một phát kia, được, bắt tay. Ôi, giật cả tay này, ui. Thấy cả trong này, bắt đây. Ui, đây này, đây, cá luôn. Cá này, cái tay gì, cá liêng. Nan, bắt đi. Đây này, đây. Cái kia, đây kia, bắt đi. Wow, ghê gớm. Hôm nay được nhiều cá phết đây. Cái phát ghê gớm nhỉ. Wow. Hồi nãy nếu mà ấy thì chắc là tại mình đi ngang rồi. Tiếp đi. Cái này không bắt được đâu. Cái này sâu quá. Nông như này thì bắt được. Chưa được. Thưa là. Đồ, một phát một. Đây, một phát một đây các bạn ạ. Nào, đưa anh xem nào. Yo, bằng này luôn các bạn ơi. Ghê chưa? Đu, tiếp đi. Ôi, nhặt cá. Đây, đừng nhặt tay nào. Khơi. Đây, nó như này. Bắt đi. Cá nhỏ mới ngon. Đó. Đây, kia. Ôi, đấy, bỏ nhấp luôn. Ôi, nhiều. Ôi, tao á. Ôi, đây này. Cho. Ôi, ghê đó, nhiều quá. Ôi, đất chép luôn rồi. Ui, cá nhiều phết. Cái gì vậy chứ? Chạy không kịp luôn mà. Đâu rồi? Ồ, này thấy được. Một vài phát. Ồ, vừa rồi kích thích rồi. Có mấy nhát thôi mà cá đầy luôn. Chưa thấy gì hết. Chưa đúng nơi rồi. Sao này nhiều quá trời luôn. Thế đây mấy con này đâu rồi? Đồ lùa này ngon nhỉ. Hôm nay lùa ngon nhỉ. Đó này ăn tươi sống được đấy. Được rồi. Được một con gì đó. Cái kia. Cá này, cá kia. Đủ mấy pha đầu kia hồi nãy nhiều quá trời luôn các bạn ơi. Pha đầu kia nhiều quá trời luôn. Đủ cái con nhỏ này. Hay là nó chạy mất rồi. Nó chạy mất tiêu rồi. Được không? Được, chúng tôi hồi nãy cái đường đầu tiên đấy các bạn. Đường đầu tiên hồi nãy chỗ này rất là nhiều. Được rỗ luôn mà, mấy phút thôi được rỗ luôn kìa. Thấy chưa?
hoa lặn luôn. Yo, nặng đi. Bây giờ là tắm suối đây, tắm suối đã. Suối ở đây rất là trong các bạn, trong mát. Bây giờ là đi cá. Bây giờ là để các bạn cùng tham gia tắm suối cùng anh em. Đi đi đi, lên lên. Cái chỗ là bụi tre mà không có à? Bụi tre dí thì chưa thấy gì. Chạy một phát mệt. Xem ở trong chắc có. Nó trôi ở dưới chứ, sao trôi ở trên đó được. Đủ leo luôn, lên luôn, kiếp thật đấy. Cái mấy chỗ này nó có đây các bạn, tí nó nổi mấy con to to. Nổi chưa? Ồ, tắm chạy một phát. Hồi nãy kích ao ao luôn. Đâu, trúng chưa? Đâu? Ồ, được cá nhỏ. Được cá nhỏ kia các bạn. Ít 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 ít. Có không? Lại nhỏ. Ồ, được mấy con này các bạn ạ. Lặn xuống, đeo kính lặn xuống. Dĩ khá lì, chợ lì nhập đây. Cho lặn xuống. À, ở đây có cái kính này, xong rồi lặn xuống đây các bạn kia gọi là thấy cá luôn. Đây à, có bạn. Đi nhà đây đã. Đây tôi dùng con phai hiện. Cái này bình thường mà. Anh em bảo là có chuột thì chứ có chuột trong này. Sao chuột được chuột, à chuột trên này này. Chuột nước. Chuột nước. Chắc chuột này nó sống ở nước luôn. Ăn cá luôn. Cá. Trong lúc anh em chờ lặn này. Có không? Có này, có này, có này, có này đây. Đây đây đây, đây. Đó, con kính này lặn này, từ từ. Hiểu rồi, cho các bạn xem. Mình chỉ còn đi chỗ hả? Mừng về không sao. Không có. Không có. Thật là nhiều, trong này nhiều. Đây là bị khiếm thị. Khiếm thị. Không phải bị đô thị. Họ. đang kích chỗ cái bụi le nó bị trôi nước đấy các bạn ơi. Nó nằm giữa dưới suối luôn. Đó, cũng quanh nó nằm ở giữa. Mình kích ở này cho cá nó nằm trong này. Chết rồi. Thì chết nhiều không? Sợ nhỉ. Bây giờ anh em phải sang bên kia. Sang bên kia xem được cái. Kích nó mới cá nó mới nhiều được. Nó có cái thế, nói chung là có cái thế kích nó mới được. Từ từ. Cháu nó lặn này được không? Tiếp với chắc có này. Nè. Được. Nó lặn phát được con này. Đâu rồi. Đây bây giờ mình sẽ sang bên kia. Okay, bây giờ chuyển thế sang bên này, kích bên này. Ím. Giờ lặn xuống mò. Ui, cái chân nhõng cái chân lên. Rồi mò được không? Ui. Đấy cả lăng. Còn cá sừng này. Wow, này. Được, như vậy được rồi. Được ít nhỉ. Đâu ta bốc cá hả? Đâu đây được. Ủa cá này. Đó, cá tôi này. Này 1 lít đây chứ ít à? Dừng thôi nha. Cá này nấu với môn thì đúng bài luôn. Đù, đây, đây xem nào. Vô, ok. Được, ha. Cá này. Hồi nãy là cá to lắm các bạn, bây giờ là trúng cá nhỏ nhỏ thôi. Rồi. Nhiều cá nhỏ.
kích xong tí sẽ làm những món cá để giới thiệu cho các bạn xong các bạn xem này, một là nướng, hai là nấu. Lặn luộm quá kịch tính luôn, các kịch tính co lên rồi có cái bao này luôn. Sao bắt được chưa? Ôi em này dở quá, nãy giờ không lặn nó xuống không được con gì luôn, nay mới được này. Ôi Mà linh à? Rồi được không? Đi đây là sao rồi không được bằng này nhiều đi. Đây được cá này. Wow, được ký rồi đấy, mới vô đã được ký rồi. Bên kia là đồi rất là cao các bạn, đủ rất là cao. Nếu mà đi sinh tồn và chia sẻ đi rừng trong kia rất là đẹp lắm các bạn. Sắp tới sẽ quay những chỗ đấy nha các bạn nha. Bây giờ là anh em đang đi suối đã. Đâu? Con gì? Con cá này. Cá này khó ăn lắm các bạn này, dài lắm, nhỏ chiêu này. Các bạn có biết cá này là cái gì không? Ăn toàn xương không à? Cá này thả hay ăn đây? Con này thả đi. Mấy con này là thả này, mấy con này nó ăn cũng không được mấy đâu. Yeah. Đi rồi. Okay. Bắt những con nào dễ ăn thôi. Con này tầm gai không? Cá này mà cắn tay thì thôi rồi, đứt tay luôn. Có không? Mò được không? Chắc là nhập về Việt đi. Được. Vẫn nhặt được con này. Con. Được không? Nhiều đấy chứ. Đủ. Wow, một phát nhiều luôn này. Đây. Cá liền rồi, cá mạch, cá liền rồi. Cá liền rồi. Mấy con cá suối này rất là trắng. Ăn rất là ngon. Làm tái cũng được nha, làm gói cá cũng được. Ở trong suối này làm gói cá rất ngon. Đồ lại bắt được. Không còn nhiều không? Cái này cá gì? Có phải cá liêng không? Cái này cá liêng. Cá liêng. Cái này gọi cá liêng. Cái này rất là trắng rồi. Cá rin cho con rin của mình đó. Cá liêng. Đây gọi cá rin. Cá rin gì? Cá liêng. Đẹp quá. Cá này là ăn sống được nha các bạn nha. Đây. Những con cá ở suối như thế này là ăn sống được này. Có này là ăn sống được. Cũng ăn được nha các bạn. Bây giờ mình chưa ăn đâu. Phải có gia vị ăn nó mới ngon, nhưng khi không ăn như thế này là nó bị dạ dày lắm các bạn này. Đấy, ăn sống được. Đấy, giờ là bỏ. Tối nhậu, tối làm món cho các bạn xem. Vẫn là tiếp tục công trình, anh em sẽ lại đi kích cá. Lộ này cá bò rất là này, cá bò này mấy cá này ăn rất là ngọt. Thôi bây giờ anh em sẽ đi nơi khác tiếp tục. Đây TikToker đây, hello TikToker. Là bờ suối nó rất sạt lở nhiều, hồi xưa lại cây cối đây rất là nhiều đây các bạn này. Đá lồm chồm lắm các bạn ơi, chơi được không? Được, đồ đá lồm chồm kích cũng được mấy con này. Đây đu đây bắt tay luôn, đù thấy các mình giỏi các bạn ơi, đập một phát trúng luôn, này. Là bỏ xuống dưới đây. Vô. Phát luôn. Nhanh lên. Đó. Bây giờ là bắt từ đầu trên. Để cho nó. Đâu. Wow. Ui. Cá không này. Trời ơi. Cá trắng đang. Tay luôn. Bắt. Yo. Ôi đù. Mình bắt được cá nhỏ. Đi kia. Đây luôn. Bắt được không? Đù. Ủa vừa lãng đập nào hồi chưa? Còn mà, đây còn một con nữa, đây, đó, vớt đi, đúng rồi. Nhưng mà cái này ít rồi, đó, vớt đi. Đây, đó, mình vớt, ngay con nhỏ kia.
Các bạn cố nhìn kỹ nha, tại vì cái nước này nó rất là chảy rất là nhanh. Cá rất là nhiều. Vô. Gọi là mình bắt được con nào thì hết. Đây, đúng rồi, cái đèn. Trời, đây, đủ tí này anh bị bắt tay luôn rồi kìa. Đúng rồi, đó. Kìa, đó, thấy không? Đồ. Wow, nhìn. Ồ, đúng, cá đầy luôn. Đây, nó là nghe, lo. Ở kìa, con to. Đù, con to này. Yeah. À, đây. Bớt, đây, bắt tay luôn. Cô ơi, được hai con không? Cô ơi, chặt rồi, tìm đi, chặt rồi. Mà đây. Ui, nước này chảy xiết quá. Bắt được con nào hay con nào? Cũng được mấy con này. Wow, này cũng được mấy con nhỏ này. Nước chảy xiết quá anh em, bắt không được, bắt không nổi. À, đây vẫn bắt được con này. Nước chảy xiết quá. Ây da, au, đau chân. Wow. Wow, mạnh mẽ, cố lên. Bắt được không? Đù, đầy luôn. Wow, một con đó đầy luôn. Màu kia, bên kia mà. Bên kia.